đăng ký ngay kênh mới XTV Esports để đón xem những dự án khủng của bọn mình trong năm 2021 nhé. Thời gian gần đây, Liên minh Việt Nam đón nhận không ít skin, đi kèm với đấy là những sự kiện cực hot để sở hữu. Thế nhưng điểm chung của chúng lại là việc tất cả đều không được mua sau này mà chỉ còn có thể mở được trong các loại hộp. Điều này đã khiến cho một vài tướng trở nên cực khó để có thể sở hữu được full bộ sưu tập dù có tiền đi chăng nữa. Vậy hãy cùng xem game.com bọn mình tìm hiểu đâu là những tướng có tiền cũng không thể mua được skin trong Liên minh nhé! Viego. Khởi đầu cho bản danh sách chính là một trong những cái tên nhận được nhiều sự chú ý nhất trong phiên bản gần đây khi trở thành nhân vật chính tạo nên thời đại suy vong của toàn cõi Runeterra. Sở hữu ngoại hình ngầu lòi, một cốt truyện ly kỳ, Viego nghiễm nhiên trở thành một trong những tướng rất được mong chờ. Thế nhưng đáp lại những mong chờ từ người hâm mộ, Viego có lẽ một lần nữa lại là một tướng chỉ có skin di sản khi được giới thiệu cùng trang phục Lunabis, chủ đề Tết Nguyên đán 2021, thứ chỉ có thể được mở ở sự kiện sắp tới hoặc từ các món vật phẩm rất lâu sau này. Đây là một tin khá buồn cho người hâm mộ khi Viego với một kỹ năng có thể ăn cắp hình dạng của kẻ địch, hứa hẹn sẽ là một tướng cực kỳ bùng nổ. Lilia, Yone, Aphelios. Cũng cùng cảnh ngộ với vua vô danh nhưng có đôi chút khác biệt từ việc đã được ra mắt trước đấy. Thậm chí Aphelios đã được ra mắt từ 2019. Song cả bốn tướng này cũng cùng chung một cảnh ngộ khi lượng skin vẫn chỉ dừng lại ở một con số quá khiêm tốn. Không những phải nhìn vị tướng yêu thích mãi mãi trung thành với trang phục mặc định, người chơi còn gặp vô vàn khó khăn trong việc mở khóa skin của các tướng kể trên. Aphelios ma sứ từ sau khi xuất hiện ở sự kiện thần ma đại chiến đã ngay lập tức biến thành một trang phục sử thi và rất khó để có thể mở dù ở những vật phẩm trong trò chơi. Lilia và Yone cũng không khá khẩm hơn là bao khi skin của hai tướng này dù được đánh giá rất cao nhưng người chơi vẫn không tài nào chạm đến. Một điều rất ấm ức và bất công với một bộ phận người chơi One Champ hay những người chơi mới gia nhập liên minh ở khoảng thời gian sau này. Seth, Silas. Hai ông trùm đấu sĩ đã từng làm mưa làm gió trong các giải đấu chuyên nghiệp cũng có hoàn cảnh không khá khẩm hơn là bao so với những vị tướng kể trên. Tuy có điểm cộng trong việc được Riot rất quan tâm với tốc độ ra mắt skin ổn định với trung bình một trang phục một năm, thế nhưng người chơi hai tướng này lại không thể dùng bất kỳ skin nào trong số 5 trang phục hiện hữu của cả hai. Silas chỉ có 2 skin duy nhất trong kho đồ và tất cả chúng đều được gắn mác di sản, không được mở bán. Trong khi đấy với Seth, tướng này thậm chí còn khó mở ra hơn khi có đến 2 trên tổng số 3 skin thuộc hàng thần thoại và 1 skin sử thi. Mặc dù số lượng người chơi Seth ở server Việt Nam là không hề nhỏ, thế nhưng người chơi vẫn mãi chỉ có thể sử dụng những trang phục mặc định mà thôi. Ivern. Một trong những thành viên kỳ cựu của hội con ghẻ 1000 ngày đã được rời hội trong khoảng thời gian gần đây, cũng lại có hoàn cảnh rất giống Seth và Silas. Ivern từ lâu đã là một tướng rất kén người chơi. Không những thế, tướng này còn sở hữu ngoại hình không mấy mạnh mẽ khi chỉ đơn thuần là một chiếc rễ cây. Tuy nhiên, tướng này lại sở hữu 2 skin sử thi và giới hạn trên tổng số 3 skin của mình. Ivern thần rừng sẽ tiếp tục là trang phục chỉ có được khi chơi sự kiện. Trong khi đó, Ivern bóng rổ là skin sử thi đã được tặng khi chuyển sò sang RP từ rất lâu trước đây.
Dr. Mundo. Không còn là một cái tên mới xuất hiện trong khoảng thời gian gần đây. Một trong số những lão tướng xuất hiện ngay từ những mùa đầu tiên, Mundo đã tích trữ cho mình tất cả 10 bộ trang phục khác nhau. Mặc dù lượng người chơi tướng này không quá nhiều, dẫn đến việc các skin của Mundo đều không được đánh giá cao. Thế nhưng đây cũng là tướng có rất nhiều trang phục sử thi và giới hạn. Nhìn sơ qua kho đồ của tướng này, chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy skin đáng chú ý nhất là Hoàng tử đóng băng, đã được đóng băng vĩnh viễn ở một giới hạn. Không như vậy, hàng tá skin khác của tướng này như Mundo, Độc Dược, TPA cũng đều được liệt vào hàng sử thi. Mặc dù vậy, điểm sáng duy nhất chính là bạn sẽ rất dễ mở ra skin của tướng này trong Hextech vì mặt bằng bậc skin của Mundo khá là thấp. Jax. Khá giống với Mundo, Jax cũng là một lão tướng của Liên Minh và đồng thời cũng thuộc hàng những tướng được yêu thích với bộ kỹ năng chưa bao giờ lỗi thời. Đi cùng với sự yêu thích của người hâm mộ, Riot cũng không ngần ngại tạo cho tướng này những bộ cánh không những đẹp mà còn hiếm. Chúng ta có lẽ đã quá quen với sự hiếm có của Pax Jax vì đây là trang phục được coi là hiếm nhất server. Trong khi đấy, với Jax loạn thế thần binh, đây là skin thần thoại không hề dễ để có được. Ngoài ra, với những skin cũ, tất cả chúng đều được liệt vào danh sách giới hạn, di sản, khiến người chơi chỉ có thể mở ra từ giường Hextech, càng khiến cho skin của Jax trở nên đáng giá. Azir. Nếu những tướng khác có 2 skin giới hạn trong tổng số 3, Azir lại là tướng có đến 3 skin giới hạn trong tổng số 5 skin của bản thân. Trang phục đáng chú ý nhất của tướng này là Azir Đinh Dậu xuất hiện trong dịp Tết Nguyên Đán, đã trở thành một trang phục di sản rất khó mở ra. Trong khi đấy, với 2 skin đáng chú ý là Azir Thần Rừng hay SKT Azir, cả 2 trang phục này đều không được mở bán. Mặc dù vậy, điều an ủi chính là việc SKT T1 Azir lại là một skin khá dễ mở trong Hextech đấy nhé. Vì vậy, nếu tin vào nhân phẩm thì đừng ngại test ngay đi bạn ơi. Sivir. Hậu duệ chính tông của Azir cũng là một trong những tướng rất xứng đáng có mặt trong bảng danh sách, dù số lượng skin di sản của Sivir không quá áp đảo giống những tướng ở trên. Tuy nhiên, với những trang phục hiếm của cô thì chúng đều được săn lùng một cách khủng khiếp ở tất cả các máy chủ. Chúng ta đã chẳng còn lạ việc Pax Sivir gây sốt trên thế giới thế nào. Ngoài ra, cô còn sở hữu những trang phục cực kỳ nóng bỏng rất khó săn lùng như Spectacular Sivir hay Sivir Bão Tuyết. Và cuối cùng chính là Sivir Vinh Quang, phần thưởng mùa năm mà hầu như mọi người chơi Liên Minh từ những mùa sau này, dù có tiền hay xếp hạng thách đấu cũng chẳng thể có được. Warwick. Món quà sinh nhật của Garena dành cho máy chủ Việt Nam trong năm 2019 cũng là một vị tướng có không ít các skin sử thi đến giới hạn. Những skin như Warwick siêu phẩm, Mậu Tuất đều là những skin mà chỉ những người chơi từ 2019 trở về trước mới có được. Trong khi đấy, với Warwick Lord Earth, trang phục này chỉ có thể được mua nếu bạn là một đại gia tinh hoa lam với cái giá 150.000 tinh hoa lam cực chát. Tuy vậy, người chơi toàn thế giới chắc hẳn cũng đều sở hữu cho mình một skin của Warwick, khi ngoài những trang phục hiếm thì Warwick xám dù giới hạn nhưng lại chính là phần quà dành cho những người chơi đạt cấp 5 vinh danh vào cuối mùa. Blitzcrank. Cũng sở hữu cho mình một skin giới hạn với bậc thần thoại cực khó mở ra. Blitzcrank chính là tướng cuối cùng trong danh sách với 7 skin được giới hạn trong tổng số 11 skin của mình.
Những trang phục được ra mắt trong khoảng thời gian gần đây như Blitzcrank vạc lùng hay Blitzcrank mũi khoan ánh sáng, bóng tối đều là những trang phục gắn mác di sản. Ngoài những bộ cánh lộng lẫy, vị tướng này cũng sở hữu những trang phục dù hiếm nhưng không hề bắt mắt như Blitzcrank thủ môn hay đâu phải Blitzcrank. Ngoài ra, tướng này còn sở hữu trang phục hiếm, có xấu hơn cả trang phục mặc định là Blitzcrank rượu dã mà không ai muốn sở hữu trong game cả. Vậy theo bạn, còn tướng nào khó sở hữu full skin trong Liên minh nữa không? Hãy để lại bình luận của mình bây giờ nhé!